Hello Honda Accent bản đặc biệt nha các bạn. 2019. Xe mới đầu đời có 14.000 cây thôi. Phân khúc B nhưng mà option rất nhiều. Cửa sổ trời đầy đủ nha. Điều hòa tự động nữa. Cruise control. Cái này xe hàng rất là ưu ái cho người sử dụng các bạn. Rất là ưu ái cho người sử dụng. Chạy rất là sướng. Rất nhiều option. Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh Xe Cũ Sài Gòn nha. Mình là Lê Trương. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Đây, trước mắt các bạn là chiếc Honda Accent bản đặc biệt. Bản đặc biệt là bản cao nhất các bạn. Máy 1.4 số tự động 2019. Xe màu đen biển tỉnh nha. Biển tỉnh là biển tỉnh Cà Mau. Đó, mới chỉ chạy có 14.000 cây nha các bạn. Xe cực kỳ mới luôn. Cực kỳ mới luôn, 14.000 cây mới rô đai xong. Chưa rô đai xong nữa. Đó. Đi một vòng tổng thể cho bạn xem nha. Accent bản đặc biệt màu đen nhìn nó rất là mạnh mẽ các bạn. Đó, phía sau là nguyên một dải đèn LED. Đèn LED đèn 3D luôn nha. Nhìn nó rất là cách điệu. Đó. Màu đen nhìn khá là mạnh mẽ ha. Đây, mình rất là thích dàn đèn của Hyundai. Dàn đèn Hyundai làm rất đẹp các bạn. Rất đẹp, LED nè. Xe là có cảm biến da rồi đầy đủ nha. Cảm biến da, camera da. Đó, mở cho các bạn xem. Camera da này là đánh theo góc lái luôn các bạn. Ôi, lóc cửa để mình mở. Một số xe phân khúc C mà chưa có camera da đánh theo góc lái nha. Mà xe này đã có rồi. Cho bạn xem. Xe cốp rộng lắm. Phân khúc B mà cốp rất là rộng luôn. Cốp rộng ngang phân khúc C luôn các bạn. Cốp rất rộng. Đây, xe cua thì chưa sử dụng luôn. Mỗi keng. Xe mình chưa kịp vệ sinh luôn á. Xe nó về nó đẹp quá. Hôm qua cho bạn xem luôn. Đó. Xe chuẩn nha các bạn. Tất cả xe mình là xe đạt 5 tiêu chí hết. Xe cam kết là không đâm đụng, không ngập nước. Hồ sơ pháp lý rõ ràng, khung gầm nguyên bản. Đó. Tất cả xe đều cam kết hết nên các bạn yên tâm ha. Nếu như quá lo lắng thì test hàng thoải mái nha. Đó, mình bao hết. Đây, trời, vỏ còn dày cui luôn. Vỏ rất dày các bạn. Mâm đúc, mâm phay luôn nè. Đó, bản cao nhất là mâm phay. Bốn phanh đĩa nha. Cụm phanh mới kèm vỏ Hankook theo xe. Chắc chắn là bốn vỏ theo xe hết rồi. 219. Đó, mâm này là mâm 16 inch nha các bạn. 195, 55, R16. Vỏ cao út ngàn. Mới đâu đang 14.000 cây mà. Bản này là bản mới nhất bây giờ, có đuôi cá nè. Có đuôi cá là có cửa gió hàng ghế sau nè. Đó. Đó. Đây là nhựa, đây là da nè các bạn. Da cảm giác nó mềm lắm, tay nắm cửa da mềm lắm. Đó, nhìn nó sang trọng lắm. Ghế là ghế da nha. Đây ghế da rợn rất là sướng. Ghế da hai màu. Đó, có cửa gió hàng ghế sau nha các bạn. Mẫu mới nhất có cửa gió hàng ghế sau. Làm lạnh rất nhanh, rất sướng. Mình rất thích xe có cửa gió hàng ghế sau. Một chiếc xe phân khúc C mà cũng chưa có cửa gió hàng ghế sau nữa. Đó là một hạn chế. Nên có, cái cửa gió hàng ghế sau là nên có. Nên nó làm lạnh nhanh, sướng. Cửa sổ trời. Bản đặc biệt mới có cửa sổ trời nha các bạn. Bản thiếu là không có. Xe này bản đặc biệt là 6 túi khí luôn nè. Ở ni lông người ta chưa lột các bạn. Đó, ok. Xe này rộng rãi lắm. Đó. Số tự động nha. Xe số tự động. Số tự động cho chị em đi rất là thoải mái, khỏe. Đó, xe chưa dọn mà nó vệ sinh nó sạch sẽ, vậy là các bạn biết là người ta đi dữ cỡ nào rồi. Đi rất dữ. Và cho các bạn xem tắp bi cửa rồi. Đó. Gương gập chính điện. Đó. Cửa xe lắp ráp trong nước nha các bạn. Xe lắp ráp trong nước. Đó, ok. Này, xe này có cân bằng điện tử nè. Cân bằng điện tử cảm giác nó an toàn hơn ha. Đó, vô lăng bọc da trợ lực điện, có điều khiển bằng giọng nói luôn. Wow. Volume, cruise control. Xe phân khúc B mà có điều khiển giọng nói luôn. Có nhiều xe phân khúc C mà chưa có đó các bạn. Wow, xe mới chạy 13.829 km. Chưa được 14.000 luôn. Mới 13.000 cây à. Đèn có đèn tự động luôn. Đèn tự động mình đi vô tối tự động bật. Đó, màn hình 7 inch.
cảm ứng. Đài thì nghe rất là rõ, bắt đài nghe rất rõ. Start top, chìa khóa này, chìa khóa em đó. Đó, điều hòa tự động luôn nhé các bạn, điều hòa tự động, có clean air luôn, dữ dằn không, có lọc ion luôn, lọc không khí luôn. Tự để tay hoặc cầm đồ trong này. Đó, ghế này các bạn thấy không? Xe này mà vệ sinh lên là y như xe mới, chẳng khác gì đâu các bạn. Thật sự. Đóng cửa đi cho. Nãy giờ mình mở cửa hàng gì nó nóng quá, nó nắng quá. Ok, ra mở khoang máy cho bạn xem đi. Bản này nó tới 6 túi khí nha bạn. Bản thường nó chỉ 4 túi thôi. Ok, ra mở khoang máy cho bạn xem. Nè, cho bạn xem cái hệ thống đèn nè. Hệ thống đèn rất đẹp luôn. Đây, nguyên một dải đèn LED kéo dài từ trên xuống dưới tới mí bên này luôn. Đèn bi rồi projector luôn. Đèn rồi projector luôn. Đó. Bạn thấy cái mặt cái mặt ga lăng nhìn nó rất là mạnh mẽ ha. Cái ngang, nang ngang nhìn nó mạnh mẽ xe. Ok. Rồi mở khoang máy các bạn xem nha. Đây, máy xe nè các bạn. Máy xe nổ êm, phải nói là rất êm. Máy 1.4 số tự động 2019. Xe này 2019 nha các bạn. Đó, xe máy nổ êm kìa, máy Jaguar đang quay kìa. Xe này bảo dưỡng hãng đầy đủ nha các bạn, mới bảo dưỡng có 2 lần thôi. Bảo dưỡng lúc 5.000 cây với lúc 10.000 cây. Đó các bạn, lấy về chỉ việc chạy thôi, không phải làm bất cứ chi phí gì thêm nha. Xe này chuẩn, xe này mới Rodai thôi, cam kết cho các bạn là động cơ hộp số nó nguyên bản hết. Không đâm đụng, không ngập nước, hồ sơ pháp lý rõ ràng, khung gầm nguyên bản. Đó là năm tiêu chí vàng bên mình, tất cả xe bên mình đều như vậy hết. Đó, những xe tàu lao bên mình không có đâu nha, các bạn yên tâm. Nếu như quá lo lắng thì test hãng thoải mái nha các bạn. Đó, anh em mua xe của mình hồi nào giờ đều biết rồi, đều biết tính mình làm việc rất là chuẩn, rất là nhanh gọn. Đó. Rồi, anh em quan tâm xe này liên hệ cho mình nha, số điện thoại 0972 60 8010 để xe mà thử xe. Xe rất là chất. Xe thì mới Rodai chẳng có gì phải lo hết. Rồi, xe này mình đang chào bán với giá là 535 triệu nha các bạn. 535 triệu. Mới chạy có 14.000 cây thôi, chưa được 14.000. Đó, các bạn nào quan tâm xe này liên hệ cho mình nha. Đó, mình có thu mua xe luôn. Các bạn nào muốn bán xe thì cứ liên hệ cho mình, chuyên sẽ hỗ trợ cho bạn giá tốt nhất luôn. Giao dịch thì chỉ một lần thôi, nhanh gọn. Các bạn nào muốn xem lại video của mình đó, các bạn cứ lên YouTube, các bạn gõ từ khóa là xe cũ Sài Gòn, có dấu hay là không dấu gì cũng được. Cái kênh của mình nó xuất hiện đầu tiên. Cái video mới nhất nó xuất hiện đầu tiên. Đó, các bạn vào đó các bạn xem với mình nha. Rồi, các bạn xem video nha. Bye bye.